Tiếp theo là combo 27 nha quý vị. Combo này có hai cây kim quýt. Một cây kim quýt này là ghép ghép kim quýt Nhật nha. Cái này quýt Nhật chứ không phải quýt Mỹ nha quý vị, trái quanh năm suốt tháng luôn nha quý vị. Thấy mấy con sâu nè, ông này ông bỏ bê quá, ông bán rẻ cho tôi nè. Sâu nó ăn hết trơn luôn này, chứ không phải là nó ra trái dữ lắm nha quý vị. Lên hết trơn á. Còn cây này cây gin nha. Cây này cây gin. Cái loại này nó lâu lớn lắm nha quý vị. Kim quýt Nhật mà gin là lâu lớn lắm nha, chứ không phải quýt Mỹ nha. Quýt Mỹ trái cũng dữ lắm, mà quýt Nhật trái dữ hơn nữa. Cây nhỏ chỉ mấy năm trời rồi đó nha quý vị. Tại cái này người ta nuôi lâu rồi, trong chậu lâu rồi. Rồi còn cây này cây ghép. Cây này kim quýt thường của mình. Ghép nó vô mà cũng lâu mấy năm trời. Cái cốt nó chà bá lửa nè. Bỏ bê chứ mình về mình nuôi lại nha. Nó mà phúng tược non ra là nó già đã ra trái. Đặt cây hết. Rồi xuống luôn nha quý vị. 220 ha.